Xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng quay trở lại với kênh của Bác Cường Sài Gòn Ô Tô nha anh chị, chuyên mục xe lốp nữa nha anh chị ha. Thì hôm nay cửa hàng Sài Gòn Ô Tô em lại về thêm một mẫu Lexus ES 250 nha anh chị. Đây là mẫu F Sport nha anh chị ha, cao cấp hơn mẫu thường bên đây nha anh chị. Đó, thì con xe này hiện tại đang có tông màu là màu đen, nội thất kem nha anh chị ha, và sản xuất năm 2022, model 2023 nha anh chị. Một đời chủ từ đầu và đi siêu lốp mới có 8.900 km thôi nha anh chị khách hàng ha. Rồi, em mời anh chị mình cùng đi một vòng bên xe với em ha, sau đó sẽ đi đánh giá chi tiết qua con xe nha chị. Xe thì còn màu nước sơn này cực kỳ độc đáo nha anh chị ha. Ví dụ anh chị đang trong mát thì sẽ thấy màu đen, nhưng mà ra ánh nắng nó giống như màu sấm cho vậy nha anh chị. Đó, xe thì 4 mâm vỏ zin theo xe là vẫn còn, mâm là 19 inch nè. Đó, cực kỳ là thể thao nha anh chị. Đó, xe thì mang biển số tỉnh, công nghệ full led hết nha anh chị ha, còn cực kỳ đẹp. Đó, đây tổng thể quanh con xe nha anh chị. Xe có màu nội thất kem nè, cực kỳ sáng và sang luôn nha anh chị ha. Đó, cho chiếc xe mình mang cái sự rộng rãi và sang trọng nha anh chị. Đó, rồi đây anh chị thấy cái logo S-Sport đây không? Đó, rồi em mời anh chị mình đi đánh giá chi tiết xe với em nha. Được trang bị cho mình full công nghệ đèn led hết nha anh chị. Nó có mặt logo Lexus ở đây nè, có hệ thống cửa đèn pha tự động ha, và trang bị cho mình cảm biến gốc, cảm biến trước. Đặc biệt thêm bản S-Sport này nó khác phiên bản thường là nó sẽ có thêm cái phần cong và cái lưới tản nhiệt ở đây, phiên bản thường sẽ không có nha anh chị. Rồi, tiếp đến là mặt logo này. Mặt logo sẽ kết hợp với hệ thống radar kèm với lại cái cảm biến phía trước để cho cái công nghệ an toàn LSDS cộng 2 của Lexus nha anh chị. Bao gồm là hệ thống cảnh báo tiền ba chạm khi lùi, cảnh báo là làn đường, hệ thống giữ làn đường nha anh chị ha. Đó, full công nghệ LED hết tất cả. Hai cụm đèn zin theo sen luôn nha anh chị. Trang bị 4 cặp mâm cực kỳ thể thao và nổi bật luôn nha anh chị. Màu đen với tông màu đen nè. Kích thước là 19 inch. Xe 4 mâm vỏ zin theo xe là vẫn còn, sử dụng thương hiệu trên lớp nè. À, đây, từng thứ 31/2022. Còn rất là dày luôn nha anh chị ha. Đây, có chữ F-Box trên thân xe nữa nha ha. Gương chiếu hậu sẽ được chỉnh điện, gập tự động và có hệ thống cảnh báo điểm mù cho mình luôn, kết hợp với lại đèn báo rẽ luôn ha. Có chi tiết viền mạ chrome đó nè. Rồi, tiếp đến phần tổng thể đuôi xe được kết hợp phần logo Lexus ở đây và có trang bị camera lùi cho mình ha. Tổng thể xe được trang bị là cái cụm đèn full led hết nha anh chị ha, đèn xi nhan, đèn hậu nè, đèn thắng nè, tất cả là led hết nha, và có cảm biến lùi, cảm biến góc đầy đủ cho mình, và đặc biệt là nó có trang bị cho mình là cốp điện. Đó, một chạm cực kỳ ha. Đây, tổng thể cốp thì cực kỳ rộng rãi luôn nha anh chị ha, được trang bị sẵn cho mình cái khay hành lý nè, mâm xe cua là chưa chạm đất này nha anh chị. Đây còn gai chỉ của xe mới luôn nha. Đó, chưa chạm đất một lần nào luôn nha anh chị ha. Đây, xong thao tác thì anh chị chỉ cần một nút nhấn đây cốp sẽ xuống nha. Về phần bốn cánh cửa sẽ được trang bị cho mình bọc da và các chi tiết nhôm được rèn theo công nghệ rèn kiếm Nhật nha anh chị ha. Đó, cho cực kỳ sắc nét và đẹp. Đó, các chi tiết nè, cửa là tự động một chạm chống kẹt luôn, tay nắm cửa mạ chrome nè. Đó, này là unlock cửa luôn nha anh chị ha. Đó, về keo chỉ cửa xe này là còn nguyên zin nguyên bản hết nha anh chị ha. Đó, không lỗi. Xe cũng đã được lên cái kính là được dán phim cách nhiệt đầy đủ cho mình rồi nha anh chị. Đó, đây cái ốp bật lên xuống này trang bị zin theo xe chữ Lexus vẫn còn chưa tháo luôn nha anh chị. Về trang bị ghế là được da đen pha kem nha anh chị, cực kỳ thể thao nè, có chữ F-Sport ở đây luôn, là chỉnh điện 8 hướng luôn nha anh chị ha. Đây, phần vòng cung cực kỳ đẹp nè. Đó, phần nội thất bên trong cái phần tắp lô anh chị, bo viền tròn rất đẹp nha. Rồi, tổng thể tay nắm cửa là sẽ có cùng màu với thân xe, cảm biến một chạm nè, theo chìa khóa master key nắm cửa và mở cửa nha anh chị. Khi mà chìa khóa gần bên người anh chị chỉ cần chạm vô lúc này là mình sẽ mở cửa được ha. Rồi, tiếp đến phần thân xe nè. Phần nội thất bên trong nó sẽ được trang bị cho mình bệ tì tay này nó chỉ là cơ thôi, không có điều chỉnh như là phiên giống như là xe Camry anh chị ha. Đó, nó chỉ là nước để nước rồi đựng đồ bút viết để cho mình làm việc cơ bản thôi nè. Đó, ghế thì cũng còn rất là mới, ghế đó, con này còn hơn 99% luôn nha anh chị. Da thơm. Đó, hàng ghế sau nó cũng trang bị cho mình cái cửa gió nè, cổng sạc 12V đầy đủ nha. Cửa là tự động, bốn cánh tự động chống kẹt một chạm hết nha anh chị. Gương nè, chỉnh điện, gập điện, gập tự động. Có xét nhớ ba vị trí ghế nè, tay cửa nắm mạ chrome nha anh chị ha. Đây, xe còn rất là đẹp luôn ha. Đó, có chi tiết nhôm ở đây nha anh chị. Đây, ghế tài là chỉnh điện 8 hướng, bọc da cho mình luôn, cực kỳ là sang trọng nha anh chị. Còn nội thất tổng thể bên trên nè, xe thì trang bị cho mình cửa sổ trời luôn, một chạm chỉnh điện. Đây, xe đi đúng chuẩn 8.980 km nha anh chị ha. Thể hiện đa thông tin nè, cũng up front ha. Thì mặt vô lăng sẽ được trang bị bọc da và
bọc da hết toàn bộ nha chị, và nó sẽ khác với phiên bản thường là nó sẽ có cái logo S-Box ở đây nha. Đó. Kết hợp với các nút đồng thoại rảnh tay, các hệ thống an toàn cao cấp giống như là cảnh báo tiền va chạm nè, cảnh báo là làn đường, giữ làn đường, hệ thống ga tự động nha anh chị ha. Thì có trang bị cho mình là lẫy chuyển số trên vô lăng cực kỳ thể thao ha, đèn là tự động, gạt mưa là tự động hết anh chị. Thì trên đây nó có cái hệ thống cân bằng chống trượt nè, ba chế độ lái chỉnh trên đây, và đặc biệt là xe này có hệ thống kính HUD đấy nha anh chị. Ở đây nó sẽ hiện tốc độ, đây theo ngón tay em nè, nó sẽ hiện tốc độ lái của mình và cái len làn đường nha. Tiếp đến cái phần khoang hệ thống giải trí nè, màn hình giải trí 12 inch kết hợp với lại 12 loa nha anh chị. Hệ thống máy lạnh tự động hai vùng độc lập nè, có chỉnh sấy ghế nè, sấy vô lăng nè, sạc điện thoại không dây nha anh chị, auto hold, phanh tay điện tử, cần số cực kỳ là tinh tế, đẹp sang trọng nha anh chị ha. Đây, cái chìa khóa của xe cũng giống như một cái cán của cái kiếm của Nhật Bản nha anh chị ha. Đó. Đây. Tổng thể đó. Rất đẹp. Xe thì được trang bị cho mình cửa sổ trời tự động một chạm nha anh chị. Đây. Đó, một chạm. Rồi, em mời anh chị mình cùng đi vào khoang động cơ với em nha. Xe sử dụng động cơ 2.5 máy xăng, cho công suất tối đa 204 mã lực nha anh chị. Đó, xe còn cực kỳ êm ái và mạnh mẽ, tất cả ốc máy móc là còn nguyên zin nguyên bản hết nha anh chị ha. Đó, còn dấu bảy màu của hãng luôn nha anh chị, bảo dưỡng đầy đủ nha, ốc nắp capo là vẫn chưa tháo mở luôn nè anh chị, keo chỉ là còn nguyên zin hết nha anh chị ha. Vâng, và con xe này hiện tại đang có giá bán tại cửa hàng bên em là 2.450 tỷ nha anh chị khách hàng ha. Anh chị khách hàng nào mình quan tâm hãy liên hệ hay cho bác Cường Sài Gòn Tu nha anh chị, 0901426942 để lên xem xe, trải nghiệm em nói thực tế, dễ dàng lựa chọn em nói hơn nha anh chị. Cam kết với anh chị là xe không năm đụng ngập nước, ảnh hưởng kết cấu xe, không lỗi và bao test hãng nha anh chị khách hàng. Anh chị khách hàng thấy xe đẹp hay thì like, share và đăng ký kênh giúp em nha anh chị, để em về nhiều xe đẹp em cập nhật đến quý anh chị khách hàng nha. Rồi, xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng.